Được nhận được sự tài trợ của anh Nam, con
vụ Liên An tài trợ vào lễ hội là 500.000 đồng. Thay mặt ban lễ hội kính chúc anh và gia đình năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Như kỹ thuật vừa rồi là đô cô đỏ được 4 điểm. Sau trận biểu diễn của hai đô nữ, xin mời hai đô Đô Quyết và Đô Thanh tiếp tục lên sới thi đấu hiệp tiếp theo của giải ba. Đại diện ban tổ chức lên có một phần quà tặng thưởng hai đô. Cảm ơn hai đô đã về phô diễn các kỹ thuật cho nhân dân địa phương và bà con nhân dân được xem các kỹ thuật hay của vật hiện đại. Xin cảm ơn hai đô, chúc hai đô và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.